Trong nghiên cứu chuyên sâu gần đây, giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Xuân thuộc Đại học Hiroshima và các cộng sự đã thành công chứng minh hai hợp chất momilactone A và momilactone B có tiềm năng vượt trội trong tiêu diệt các tế bào ung thư và an toàn với tế bào thường. Hai hợp chất này cũng đã từng được chứng minh có tiềm năng chống ung thư nhưng chưa rõ cơ chế hoạt động. Trong nghiên cứu gần đây của chúng tôi đã làm rõ hơn về cơ chế và nhận thấy rằng momilactone A và B làm tăng cái quá trình tự hủy tế bào ung thư. Ngoài ra nó còn kìm hãm cái sự nhân lên của tế bào ung thư. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã phát hiện ra rằng với một liều lượng tương đương gây chết tế bào ung thư thì momilactone A và B cũng an toàn với tế bào thường. Phòng thí nghiệm do giáo sư Trần Đăng Xuân đứng đầu cũng là một trong số ít các phòng thí nghiệm trên thế giới có thể chiết xuất thành công momilactone A và B với hiệu suất cao từ các nguồn tự nhiên như là gạo hay vỏ trấu. Đây vốn là hợp chất rất khó phân lập tinh chế và được định giá đắt hơn nhiều lần so với vàng. Vâng, trên tay tôi đang là hai hợp chất quý momilactone A và B. Để chiết xuất được 600mg hai hợp chất này thì phải cần đến 30kg vỏ trấu. Nhóm cho biết đây mới chỉ là thành công bước đầu trong phát hiện tác dụng và phương pháp hiệu quả để chiết xuất hai hợp chất này. Nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy sớm thử nghiệm lâm sàng, cũng như phát triển các phương pháp chiết xuất ưu việt hơn, nhanh chóng đưa hai hợp chất này vào sử dụng và điều trị thực tế cho bệnh nhân ung thư. Một số công ty dược ở tại Nhật Bản đang cùng chúng tôi nghiên cứu để sản xuất momilactone A và B theo quy mô công nghiệp. Ngoài ra, một số viện nghiên cứu tại Việt Nam đang cùng chúng tôi nghiên cứu để lai tạo một số giống lúa của Việt Nam giàu momilactone A và B. Phát hiện đặc tính ưu việt chống lại tế bào ung thư của hai hợp chất momilactone được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề cho các nghiên cứu và phát triển các loại thuốc điều trị ung thư hiệu quả trong tương lai. Theo giáo sư Xuân, Việt Nam có nhiều giống lúa có hàm lượng momilactone cao. Nếu có thể ứng dụng nghiên cứu này vào thực tế, cũng giúp nâng cao giá trị lúa gạo của Việt Nam.